Phương Thanh tự nhận lưỡng tính, bảo vệ Lưu Phước Thịnh trước bão dư luận. Quý vị thính giả thân mến, công khai đăng tải hàng loạt những khoảnh khắc vô cùng tình tứ như nắm tay hay là đi chơi cùng hai bên gia đình, Lưu Phước Thịnh, Dương Tú Anh nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía công chúng và trở thành cặp đôi tin đồn mới nhất của showbiz Việt. Tuy nhiên, bên cạnh phần đông người hâm mộ tỏ ra thích thú và mong đôi trai tài gái sắc thực sự nên duyên, thì không ít ý kiến cho rằng Lưu Phước Thịnh hẹn hò với Dương Tú Anh để che đậy tin đồn giới tính từng gây xôn xao trước đó. Trước bão dư luận đổ dồn vào giọng ca Cause I Love You, nữ ca sĩ Phương Thanh bất ngờ chia sẻ một dòng trạng thái khá dài trên trang Facebook cá nhân. Không chỉ tự nhận bản thân là người lưỡng tính, Phương Thanh còn thẳng thắn đứng về phía Lưu Phước Thịnh và bảo vệ đàn em trước tin đồn che đậy giới tính. Phương Thanh viết: "Bạn tưởng nghệ sĩ sướng lắm à, chúng ta cùng là con người với nhau nên đau khổ cũng như nhau, chỉ là ai ít ai nhiều hơn ai. Bạn cần gì ở nghệ sĩ, bạn cần biết hết đời tư của họ để làm gì, có phục vụ được gì thêm cho niềm vui cuộc sống của bạn không?" Nguyên văn chia sẻ của Phương Thanh như sau: "Đối với nghệ sĩ, bạn cần gì ở họ, họ là những người phải có tài, họ là người có sắc thái riêng, có danh có diện mới được mang tên là nghệ sĩ. Sắc danh diện của họ dùng để làm gì? Họ có nhiệm vụ đem tới cho bạn những vẻ đẹp của mỹ thuật học. Họ chia 5 xẻ 7 cái tài năng họ có, đáp ứng cho cái nhu cầu cảm xúc đã bị khô cằn của bạn, đã bị mai một theo thời gian. Họ còn phải đem cái tài năng khiếu bẩm sinh hạn hẹp vốn có từ ơn trên ban cho họ, giúp cho những người có nhu cầu làm dịu đi cơn đau từ cuộc sống, vốn dĩ đã ít an lành, lại còn đem cho bạn quá nhiều tổn thương. Và họ cũng nhân tiện vừa giúp người, vừa tranh thủ giúp mình chữa lành vết thương cho chính mình. Bạn tưởng nghệ sĩ sướng lắm à, chúng ta cùng là con người với nhau nên đau khổ cũng như nhau, chỉ là ai ít ai nhiều hơn ai. Bạn cần gì ở nghệ sĩ, bạn cần biết hết đời tư của họ để làm gì, có phục vụ được gì thêm cho niềm vui cuộc sống của bạn không? Bạn cần biết hết về giới tính của họ để làm gì, có làm cho bạn vui thoải mái hơn không, khi đa phần nghệ sĩ chúng tôi mang trong mình đa tính cách, tính nam tính nữ phải mạnh. Như thế chúng tôi mới có thể hóa thân thành nhiều nhân vật, mang nhiều cảm xúc buồn vui khác nhau, làm cho mọi giới tính được chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, được chan hòa từ chính những tài năng thiên bẩm trời cho. Bạn muốn biết tất tần tật về mọi mặt của nghệ sĩ á? Không đâu, khó lắm. Vì chính bạn còn chưa biết hết được bản thân mình. Chính chúng tôi đây còn không thể hiểu hết được mình. Hiểu người đã khó, hiểu mình còn khó hơn. Vì mỗi giai đoạn trong cuộc sống sẽ làm con người ta thay đổi khi cần nhau. Tại sao chúng ta lại giảm dần sự sẻ chia và tăng dần tính ích kỷ dành cho đời nghệ sĩ đầy nghiệt ngã? Người viết status này, tôi đây, cũng là người lưỡng tính này.